ha ha ha. Ha 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 ha. Ngu lẻo đâu. Ha 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 ha. Chắc là chưa có ai chưa gọi đồ ăn nhẹ. Hôm nay đến lệ viên quân diệt mã hào kẹp. Bây giờ còn có đuôi nhóm. Nhà anh ta tổng cộng 2 tầng hơn 100 loại đồ ăn. Bí mật nói với bạn, nếu vị trí không dễ bắt, bạn cũng có thể nhờ nhân viên bán hàng. Đây không phải là của tôi sao? Cho dù là người lớn hay trẻ em đều chơi vui vẻ. Sau nhiều lần kinh nghiệm bắt đồ ăn nhẹ của tôi, các người nhớ phải bắt cái lỗ. Bay cao một lát nữa công phu thật sự là người tay một xe. Ừ, chủ nghĩa anh hùng, đồ ăn nhẹ miễn phí về đầy đủ. Nhớ like bộ sưu tập, các bạn cũng nhanh đến dạy cho ông chủ một bài học. Mời bạn nhỏ tiếp tục đến cửa của tôi. Ba chúng tôi, 2, 3, tặng 50 đồng tiền trò chơi. Hoạt động tốt lắm. Vị trí thứ 2 là số.